Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện 5 nội dung. Trong đó, đáng lưu ý là toàn bộ nhân viên y tế cả nước phải xét nghiệm COVID-19. Theo đó, các địa phương, các cơ sở y tế triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, ra soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Các cơ sở y tế phối hợp với cơ quan kiểm soát bệnh tật các tỉnh hoặc các bệnh viện có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR để khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, xem xét áp dụng phương pháp gộp mẫu. Các cơ sở y tế thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các bệnh nhân, tối đa là 3 tháng, cho lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và ngẫu nhiên người bệnh nội trú từ 30% trở lên của các khoa còn lại để phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh.